Ami Tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng bản tin ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những điểm tin chính. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình khi hôm qua tân sấm và tân xét chút giận âm ầm và đùng đùng đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Trung Quốc và đánh lõm một đoạn đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê sông Dương Tử lên tới 99%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 40 đầy đau thương và đen tối, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở dự báo là vẫn tiếp tục đổ dồn dập, đổ xuống 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc trong những ngày tiếp theo. Đặc biệt sẽ nhiều hơn vào nửa cuối tháng 8 năm 2023, làm cho bầu trời Trung Quốc đầy xám xịt và u ám, nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cộng với sấm chớp đùng đùng đoàng đoàng kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã làm cho 20 triệu dân của thành phố Hà Nam, Vũ Hán, Hồ Bắc, An Huy thiệt hại nặng nề. Các tỉnh và thành phố nói trên của Trung Quốc tiếp tục bị nhấn chìm trong mênh mông biển nước. Có những nơi, vùng trũng ngập tới 11 mét khiến 3 tỉnh thành phía Nam viện nói trên của Trung Quốc phải hủy bỏ kỳ thi Đại học Quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc hệ thống sông Dương Tử đã buộc phải nâng mức cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở lên cấp độ 2, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc cũng ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng đã xuất hiện ở nhiều nơi dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 16 thành phố phía Nam của Trung Quốc chìm trong bóng tối. Rất nhiều người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đến gói mì tôm cũng không có mà ăn. Cảnh tượng làm than bao trùm lên bầu trời u ám, đen tối, mọi người chỉ biết ngồi cầu nguyện và mong sao mưa bão sớm chấm dứt để trở lại cuộc sống bình thường. Chứ hơn một tháng vừa qua, người dân của Trung Quốc đã quá khổ rồi. Nhiều ý kiến cho rằng người dân của Trung Quốc rất đáng thương và cần được giúp đỡ. Một phần vì họ đã thực sự kiệt sức khi hai năm qua phải gánh chịu sự tàn phá nặng nề bởi virus Corona, bây giờ lại đến sự nổi giận của thiên nhiên chút xuống, làm cho những người dân vô tội của Trung Quốc hứng chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác. Hơn 1,4 tỷ dân Trung Quốc đại lục bây giờ chỉ mong có một điều nhỏ nhoi, đó là cuộc sống trở lại bình thường. Thế giới không có chiến tranh, người người được hạnh phúc. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết nhỏ nhoi đó có vẻ như không được chính phủ và người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đáp ứng. Bởi vì Bắc Kinh đang trải qua những ngày tháng u ám đen tối nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Nhưng chính quyền ông Tập hầu như đang bỏ mặc những người dân, không quan tâm đến sự cứu giúp người dân trong cảnh hoạn nạn. Chính quyền của ông ta đang còn bận rộn cho những việc đi xâm chiếm Biển Đông và đánh nhau với tất cả các nước, hòng chiếm đóng một phần lãnh thổ, lãnh hải của các nước xung quanh mình. Bằng chứng xác thực nhất là việc ngày hôm qua, tân sấm và tân xét đã dội đùng đùng và làm đứt lưới điện quốc gia của Trung Quốc. Nhưng chính quyền của họ Tập vẫn đem quân đội đi xâm chiếm Biển Đông ngay bây giờ. Và ngay lúc này, quân đội của Trung Quốc đang chờ tập trận bắn đạn thật ở 3 vùng biển. Một là vùng Biển Đông, khi hải quân của Trung Quốc đang cho rất nhiều tàu chiến, máy bay, tên lửa, bắn đạn thật đánh trận giả xung quanh đảo Phú Lâm, ngay sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều bức xúc đối với tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên toàn thế giới, trong đó có Mỹ. Hai là quân đội của ông Tập cũng đang cho diễn tập quân sự tại eo biển Đài Loan để dương ngoài thị uy sức mạnh nhằm khống chế vùng biển này. Ba là quân đội của Trung Quốc đang điều rất nhiều xe bọc thép mang theo pháo cao xạ xuất kích lên vùng biên giới giáp ranh với Ấn Độ, gây ra mối quan ngại sâu sắc cho cộng đồng thế giới và chính quyền Tổng thống Ấn Độ, ông Modi. Các điều trên cho thấy rằng người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập chỉ muốn thực hiện cái âm mưu đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước, chứ họ Tập không quan tâm gì đến thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành ở nhiều tỉnh Trung Quốc. Những điều rối ren trên khiến cho người dân của Bắc Kinh đang sống trong cảnh lầm than nay lại càng thêm trở nên túng quẫn hơn. Rất nhiều nước tỏ ra tiếc thương cho người dân của Trung Hoa đại lục, nhưng họ chỉ biết trách chính quyền tham lam vô độ của chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì chính những chính sách sai lầm và đường lối không đúng đắn của ông ta đã làm cho Trung Quốc trở nên điêu đứng và tang thương chưa từng có như thế này. Hiện hơn 1,4 tỷ dân người Trung Quốc đại lục đang mất dần lòng tin vào cơ quan đầu não của họ Tập. Thưa quý vị, trong năm nay, cả nước của Trung Quốc đã xảy ra 168 trận dông lốc, lũ quét, sạt lở và mưa đá. Thiên tai đã làm cho hơn 100 người chết, nhiều người bị mất tích, có tới 130 người bị thương.
lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần đã làm cho 1.750 ngôi nhà bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều cơ quan ban ngành chính phủ của Trung Quốc bị phong tỏa vì nước lũ dâng cao. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm được. Nhưng điều đáng nói ở đây, hầu hết cuộc sống của người dân bị đóng băng và ngừng trệ, ngừng hoạt động, hệ thống điện quốc gia cũng bị gián đoạn. Trường học thì đóng cửa, nhà máy xí nghiệp bị niêm phong và rất nhiều người bị thất nghiệp. Họ đang sống trong cảnh lầm than, màn trời chiếu đất, nhưng chính quyền họ tập lại không quan tâm tới những người dân. Trên thế giới cũng không có một ai và một nước nào ra tay cứu giúp Trung Quốc, chỉ duy nhất có một nước, đó chính là chính quyền Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. Bởi vì mới đây, tờ báo China Morning Post cho biết, Campuchia đã viện trợ 2.000 tấn gạo và mì tôm cho người dân Trung Quốc đại lục, các nhà quan sát cho biết. Điều đáng chú ý nhất ở đây, mực nước trên sông Dương Tử liên tục tăng cao trong những ngày vừa qua, dâng lên tới mức báo động đỏ, làm cho ba cửa xả của con đập Tam Hiệp hoạt động hết công suất 24/24 giờ. Nếu không, nguy cơ vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo tờ báo quốc tế cho biết, do những chỉ đạo sai lầm và những đường lối sai trái của chính quyền ông Tập trong suốt thời gian qua, trên thế giới không một ai và không một nước nào dám ra tay chiến đấu lại với Trung Quốc trừ nước Mỹ. Và đứng trước những tình cảnh đó, ông trời dường như đã nhìn rõ tâm cam và bộ mặt cũng như tội ác của Trung Quốc, nên đã sai trời sai đất và mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị Trung Quốc để trừ họa cho thế giới. Trời và đất liên tục nổi giận cho chút những trận mưa to khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khiến cho chính phủ Trung Quốc không kịp trở tay. Gần 40 ngày đêm vừa qua, bầu trời của Trung Quốc luôn trong tình trạng u ám và đen tối, không có một lúc nào sáng sủa cũng như có ánh nắng mặt trời. Tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã trải qua 40 ngày đêm không ăn không ngủ, hết mưa bão mịt mờ, sóng to gió lớn, lũ quét, sạt lở, sóng thần, động đất, thì hôm qua họ lại phải nhận thêm một sự trừng phạt từ thần sấm và thần sét. Dường như mẹ thiên nhiên vẫn chưa ngưng tay trừng trị Trung Quốc, và đó chính là nhân quả báo ứng và là nghiệp báo đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho nhân loại trong suốt thời gian vừa qua. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là cực xấu đối với người Trung Quốc khi vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một thông báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và Trung tâm Cảnh báo Lũ quét sạt lở của Trung Quốc cho biết tình hình mưa lũ, bão tố, động đất vẫn chưa chấm dứt. Bên cạnh đó là tình hình nắng nóng, hạn hán, mưa đá, bão tuyết cũng đang xảy ra ở khắp các vùng miền trên toàn bộ đất nước của Trung Quốc đại lục. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của nước này còn cho biết, sau khi lũ lụt thường sẽ là hạn hán và bệnh tật, còn sau khi hạn hán, nắng nóng thì lại xuất hiện mưa cực đoan trên diện rộng. Vì vậy, Trung Quốc được cho là sẽ hứng chịu năm 2023 không hề tốt một chút nào. Và nếu như tình hình diễn biến xấu như thế này tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng ông Tập Cận Bình sẽ xin từ chức. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mang tên China Morning Post hôm qua đã có một bài viết rất hay và rất dài miêu tả về thảm họa thiên nhiên đang đổ lên Trung Quốc và cảnh tượng lũ lụt ở gần sát con đập Tam Hiệp khiến giới chức của nước này không còn không khỏi lo lắng. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mưa liên tiếp trong hơn một tháng vừa qua không ngừng nghỉ, cộng với động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, bão tố phong ba đã khiến cho hơn 800 triệu dân Trung Quốc bị ảnh hưởng một cách hết sức nặng nề. Và tình hình đó vẫn đang tiếp diễn và tình hình đó vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong nửa đầu tháng 8 và dự báo nửa cuối tháng 8 tình hình còn trở nên tồi tệ hơn. Với những diễn biến khó lường, hầu hết các vùng đất rộng lớn của Trung Quốc đều bị tàn phá nặng nề. Trên thế giới chưa thấy một ai ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Không phải vì thế giới không thương cho người dân của Bắc Kinh mà họ không muốn giúp đỡ chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì giúp đỡ xong, Trung Quốc lại quay ra gây gổ, xâm chiếm, đánh nhau thì lại mệt. Theo thống kê ban đầu, tính tới thời điểm hiện tại, 3 tỉnh thành phố thiệt hại nặng nhất của Trung Quốc là thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, nơi có con sông Dương Tử chảy qua. Nơi đây cũng đang sở hữu con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới. Đứng thứ hai là tỉnh Hồ Nam, nơi mà đang có khu du lịch nổi tiếng mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, hiện cũng đang bị nhấn chìm trong nước lũ. Đứng thứ ba là Trùng Khánh, An Huy. Và điều đáng bàn ở đây là thời tiết ở đây cũng như những khu vực này chưa có nhiều thay đổi. Vì thế, tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra đối với Trung Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, lũ trồng lũ, kinh tế Trung Quốc mất trắng núi tiền. Các thảm họa liên quan tới mưa lũ trong năm nay đã khiến nền kinh tế Trung Quốc tổng thiệt hại lên tới 5,9 tỷ đô la. Khắp các vùng miền phía Nam của Trung Quốc tiếp tục hứng chịu mưa lũ, hơn 120 người thiệt mạng hoặc mất tích. Theo trang
Fox News, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã nâng mức độ cảnh báo thời tiết lên màu vàng, mức độ cao thứ 3 trong thang cảnh báo cấp độ, và một loạt các tỉnh như thành phố Thượng Hải, Trùng Khánh cũng liệt vào danh sách đang bị ảnh hưởng nặng nề. Theo dự báo, những trận mưa xối xả sẽ xuất hiện trong nhiều ngày tới. Hình ảnh trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho thấy các tuyến đường và các đồng bằng của Trung Quốc đều ngập sâu trong nước lũ, có nơi ngập lên tới 11 mét. Cũng theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, về phía nam thuộc tỉnh Giang Tây, hơn 8.000 người đã phải sơ tán. 54 ngôi nhà đã bị đổ vì mưa lớn nhiều ngày qua. Tờ báo Nhân dân Nhật Báo còn đưa tin, từ Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết, trên cả nước, các thảm họa do lũ lụt gây ra đã phá hỏng 17.000 ngôi nhà, gây thiệt hại 5,9 tỷ đô la Mỹ, khiến ít nhất 121 người chết hoặc mất tích. Tân Hoa Xã cho biết nhiều khu vực đã nâng mức đối phó với lũ lụt vì mưa không ngừng càng khiến nước sông dâng cao và khiến con đập Tam Hiệp càng có khả năng nguy cơ bị vỡ. Và nếu nó vỡ, nó sẽ cuốn 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đó là một điều rất đen tối cho phía Trung Quốc. Và tin tức đó là một trong những tin thật đáng buồn. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy thông báo các trận lũ quét có nguy cơ tàn phá mùa màng và các thành phố trực thuộc tỉnh này như Hoàng Sơn, Chỉ Châu, Đồng Lăng và An Khánh. Cơ quan này cũng kêu gọi chính quyền các địa phương phải kịp thời cảnh báo, cung cấp thông tin và sơ tán người dân để giảm thiểu thiệt hại về người và của. Ở Hồ Bắc, các cơ quan kiểm soát lũ lụt cũng đã nâng cấp độ phản ứng từ 3 lên 4. Mức độ cao nhất tỉnh này đã phải trải qua 6 trận mưa lớn kể từ đầu mùa. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 6, các clip của thành phố Trùng Khánh Tây Nam của Trung Quốc, video được người dân ghi lại cho biết mực nước tại một số trạm thủy điện dọc sông Dương Tử và những nhánh sông gần đó chạm mức báo động đỏ. Trong khi đó, mực nước ở một trong năm hồ lớn nhất của Trung Quốc đang vượt mức báo động 2m. Nguy cơ vỡ đê sạt lở là rất cao. Các chuyên gia khí tượng thủy văn của Trung Quốc dự báo trong một vài ngày tới và trong những tuần tới, mưa lớn và lũ quét, sạt lở, động đất, sóng thần, sấm sét vẫn liên tục xuất hiện dày đặc ở 28 tỉnh, thành phố phía nam của Trung Quốc. Thậm chí, nó còn lây lan sang các khu vực lân cận. Đề nghị người dân và các cơ quan ban ngành phải hết sức cảnh giác và đề phòng liên quan tới tình hình trên. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật gửi cho quý vị và các bạn trong bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu có đóng góp, quý vị hãy để lại trong những phần bình luận dưới mỗi video để đội ngũ biên tập viên của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.